Xin chào các bạn, tôi là Trần Quang Vũ, hiện tôi đang là trainer. Đóng góp thành công cho những buổi diễn thuyết của tôi có một sự góp mặt không hề nhỏ của những slide đẹp, chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng đơn giản. Việc sử dụng phần mềm PowerPoint sẽ gây khó khăn với rất nhiều người. Bạn đã bao giờ chuẩn bị rất kỹ cho từng slide nhưng sau buổi thuyết trình khán giả lại có những phản hồi tiêu cực dành cho bạn? Bạn bị hoa mắt khi phải sử dụng quá nhiều công cụ trong phần mềm chỉnh sửa PowerPoint. Bạn phải phụ thuộc vào các template có sẵn hoặc bạn download trên Internet. Nhưng sau đó, bạn lại bị khó khăn trong việc triển khai các ý tưởng và hạn chế sáng tạo trong những ý tưởng đó. Tất cả sẽ được giải quyết trong khóa học 3 bước để thiết kế một PowerPoint đẹp, chuyên nghiệp. Bạn sẽ không phải đau đầu với việc sử dụng các công cụ có sẵn trong phần mềm PowerPoint. Bạn sẽ tự tay thiết kế những ý tưởng, những hình ảnh không cần đến những phần mềm thiết kế phức tạp. Hay bạn sẽ được học hỏi một quy trình sáng tạo để gây ấn tượng, gây sức hút với khán giả. Bạn sẽ thực sự sung sướng vì chính bạn cũng được thuyết phục bởi những phong cách thuyết trình vô cùng chuyên nghiệp. Hãy nhanh tay đăng ký theo link ở bên dưới để cùng tôi tham gia và trải nghiệm. Mong chờ tin vui từ bạn. Tôi, Trần Quang Vũ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong khóa học của tôi.